Chiều ngày 16 tháng 10, Ban giám hiệu trường trung học cơ sở Đồng Khởi, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo liên quan đến việc thư ngõ vận động học sinh xem đất rừng phương Nam của nhà trường. Chia sẻ tại buổi họp báo, bà Hồ Thị Ngọc Sương, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đồng Khởi xác nhận nhà trường có dự kiến phát hành thư ngõ về việc xem phim đất rừng phương Nam như là một hoạt động trải nghiệm trong kế hoạch tổ chức tiết học, chuyên môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục địa phương và nghệ thuật của tổ ngữ văn. Bà Sương cho hay, sau khi có sự thống nhất của một số tổ chuyên môn bộ môn, ngày 10 tháng 10, Tổ trưởng Tổ ngữ văn đã trình ban giám hiệu kế hoạch nội dung của hoạt động trải nghiệm cho năm học này. Nhà trường và các tổ chuyên môn đã xây dựng một chuyên đề với chủ đề vẻ đẹp quê hương, cuộc sống muôn màu qua tác phẩm đất rừng phương Nam của nhà văn đoàn giỏi. Theo bà Sương, bên cạnh hoạt động rèn luyện kỹ năng đọc sách, giới thiệu tác phẩm đất rừng phương Nam của nhà văn đoàn giỏi, thì nhà trường còn muốn khơi gợi những tình cảm tốt đẹp về vùng đất tình người trong tác phẩm này nên nhà trường đã đồng ý với ý tưởng tổ chức hoạt động trải nghiệm này và nhóm học sinh được chọn để tham gia hoạt động này là học sinh khối 8, 9 của trường. Tuy nhiên, trong quá trình dự kiến phát hành văn bản, bên nhóm hiệu nhà trường đã thu hồi lại vì nhận thấy còn nhiều thiếu sót cho vấn đề phát hành ngày, tháng thể thức văn bản. Ngoài ra quyết định dừng hoạt động này còn vì những tranh cãi trái chiều về bộ phim và quan trọng nhất là chưa nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh. Bà Sương nhấn mạnh Thế nhưng, một số lớp cập nhật thông tin thu hồi không rõ, nên giáo viên chủ nhiệm đã đưa vào trong group dẫn đến việc thư ngõ phát tán trên mạng xã hội. Hiện nay, nhà trường đã dừng kế hoạch xem phim này và ban giám hiệu xin nhận toàn bộ trách nhiệm về sự thiếu sót này. Bà Sương cũng cho biết, nhà trường thực hiện chương trình hai buổi một ngày, cho nên các lớp có mục tiết là tiết đọc sách trong tiết này các thầy cô sẽ hướng dẫn cho học sinh đọc sách thảo luận một trong những tác phẩm tổ văn và thầy cô đưa đến cho các em đọc sách là tác phẩm đất rừng phương nam của đoàn giỏi bà sương nói khi tổ chức như vậy chúng tôi nhận thấy là phù hợp và dự kiến lấy ý kiến từ phụ huynh tạo sự hứng thú cho học sinh mục đích của việc đưa hoạt động này đến cho học sinh không phải là đưa học sinh đến để xem phim giải trí mà là muốn cho học sinh trải nghiệm phim ảnh như thế này để có sự so sánh giữa sách và điện ảnh Bà Sương cũng nhấn mạnh, ý kiến tổ chức hoạt động này không xuất phát từ hiệu trưởng, cá nhân ban giám hiệu mà đây là một hoạt động trong chương trình giáo Mà đây là một hoạt động trong chương trình giáo dục nhà trường. Bà Sương cũng nhấn mạnh ý kiến tổ chức hoạt động này không xuất phát từ hiệu trưởng cá nhân ban giám hiệu mà đây là một hoạt động trong chương trình giáo dục nhà trường chúng tôi thực hiện hoạt động này trên cơ sở đề xuất của các tổ nhóm bộ môn và cụ thể là nhiều tổ trưởng bộ môn như ngữ văn lịch sử địa lý giáo dục địa phương nghệ thuật Tổ văn phụ trách chính vì thực hiện chương trình này từ tiết đọc sách tích hợp với nhiều tổ khác, cho nên kế hoạch xây dựng từ đầu năm học và chương trình nội dung kế hoạch chúng tôi đã đưa vào chương trình giáo dục, nhà trường đã được phi duyệt. Tổ văn phụ trách chính vì Tổ văn phụ trách chính vì thực hiện chương trình này từ tiết đọc sách tích hợp với nhiều tổ khác, cho nên kế hoạch xây dựng từ đầu năm học và chương trình nội dung kế hoạch chúng tôi đã đưa vào chương trình giáo dục, nhà trường để được phê duyệt. Đây là một nội dung hoạt động rất quen thuộc đối với nhà trường. Trước đây, nhà trường đã kết hợp nhiều hoạt động khác cho học sinh trải nghiệm, từ tác phẩm đến sân khấu hóa học đường, hoặc là tổ chức xe múa rối nước, hát bội, khu triển lãm kiến trúc, mỹ thuật, Tùy vào mỗi năm và nhu cầu, kế hoạch thì nhà trường sẽ thực hiện và có các hoạt động gắn liền, thực tiễn, lý thuyết, tạo nên sự hứng thú cho học sinh. Về việc chọn học sinh khối 89, cô Sương cho biết là vì các em đã nhận thức được phim ảnh, bối cảnh lịch sử, các hoạt động cũng được lựa chọn để phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm phát huy năng lực, phẩm chất, tình cảm của các em. Dự kiến kế hoạch này được nhà trường thực hiện vào tuần sau nhà trường tổ chức cho học sinh đi xem cũng căn cứ vào việc đây là tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ. Ba nhân vật nhí trong phim cùng độ tuổi với các em học sinh và dự án này đã được Cục Điện ảnh duyệt. Trên thư ngõ của nhà trường ghi mốc thời gian là ngày 2. Trên thư ngõ của trên hương ngõ của nhà trường ghi mốc thời gian là tháng 2 năm 2023. Trên thư ngõ của nhà trường ghi mốc thời gian là tháng 2 2023. Trên thư ngõ của nhà trường ghi mốc thời gian là tháng 2 năm 2023 nói về việc vấn nói Trên thư ngõ của nhà trường ghi mốc thời gian là tháng 2 năm 2023 nói về việc lên kế hoạch sớm như thế, bà Sương nói nhà trường nhận sai sót rút kinh nghiệm thu hồi thư ngõ và khẳng định các hoạt động phát hành thư ngõ không phải là tự phát. Liên quan đến những dư luận về bộ phim Đất rừng phương Nam vừa trình chiếu ra mắt, ngày 15 tháng 10, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, chiều ngày 14 tháng 10, Hội đồng thẩm định phân loại phim và một số cơ quan đơn vị chức năng đã tiến hành thẩm định lại bộ phim Đất rừng phương Nam theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Sau đó, Cục cũng đã mời nhà sản xuất đoàn phim Đất rừng phương Nam đối thoại trao đổi một số nội dung liên quan đến bộ phim. Theo ông Vi Kiến Thành, phim Đất rừng Phương Nam có biên tập tương đồng với phim truyền hình Đất Phương Nam, lấy bối cảnh phim từ những năm 1920, 1930, trong khi tiểu thuyết Đất rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi được xác định là năm 1945. Lý do thay đổi vì bộ phim muốn mô tả ở phần mục này bé An lưu lạc qua nhiều nơi, nhiều môi trường, nhiều ban hội cũng như nhiều nhóm nghĩa quân khác nhau, ông Vi Kiến Thành cho biết. Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng cho biết, đây là bộ phim truyện với nhân vật hư cấu và không xác định chính xác thời điểm diễn ra câu chuyện. Các yếu tố lịch sử, nhân vật trong tiểu thuyết là lấy cảm hứng để xây dựng nên câu chuyện phim. Bộ phim không đề cao ca ngợi một hội nhóm nào, chỉ ca ngợi lòng yêu nước chống lại ngoại xâm của người dân Nam Bộ trong thời kỳ đó, bao gồm cả người Việt, người Hoa, người Khmer. Cục trưởng Vi Kiến Thành nêu Giai đoạn 1920-1930, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh yêu nước còn tổ chức rời rạc. Sau khi Đảng ra đời, các tổ chức được tập hợp lại và đấu tranh có mục tiêu cụ thể. Định hướng câu chuyện này là xây dựng nhân vật Hai Thành, cha của An cùng hội của ông sẽ là những thành viên gia nhập Việt Minh về sau. Việc tự phát nổi lên chống ngoại xâm và cường hào ác bá với nhiều lực lượng phe phái có tính chất địa phương, tôn giáo, chủng tộc lẫn những cá nhân đơn lẻ như Võ Tông, Thầy Giáo Bảy là tiền đề cho tinh thần kháng chiến chống Pháp sau này. Câu chuyện phim sẽ được phát triển ở những tập tiếp theo để dẫn dắt câu chuyện đến khi các lực lượng yêu nước trong phim tìm được đường lối đấu tranh đúng đắn dẫn đến cách mạng tháng 8. Trong phim có những hoạt động và lời thoại nhắc đến Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội là hội nhóm tập hợp bởi một số người dân lao động sinh sống chủ yếu ở Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên, hoàn toàn không liên quan đến phong trào cùng tên do Chu Hồng Đăng lãnh đạo ở Trung Quốc. Thiên Địa Hội cũng như Nghĩa Hòa Đoàn chỉ được những người dân yêu nước ở Nam Kỳ lúc đó mượn tên gọi để hoạt động độc lập ở Việt Nam. Ông Thành cho biết trước đó, ngày 29 tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm định phân loại phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình đã thẩm định phân loại phim đất rừng phương Nam do công ty cổ phần phim Thiên Ngân trình thẩm định. 100% thành viên hội đồng thống nhất kết luận phim không vi phạm luật điện ảnh và cho phép bộ phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi với điều kiện xem cùng cha mẹ hoặc người giám hộ. Tuy nhiên, trước một số thông tin mang tính liên tưởng, Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết, trong cuộc họp và đối thoại chiều ngày 14 tháng 10, đại diện nhà sản xuất đã chủ động đề xuất phương án chỉnh sửa phim. Theo đó, sẽ bỏ tên và lời thoại Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn thay bằng tên gọi khác không liên quan đến hội nhóm của người nước ngoài ý kiến từ phía đàn phim cho biết nhằm hoàn thiện và đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người xem về bộ phim đất rừng phương nam phân thoại trong phim sẽ chuyển từ nghĩa hòa đoàn thành nam hòa đoàn và thiên địa hội thành chính nghĩa hội sự thay đổi này nhằm tránh sự liên tưởng đến thiên địa hội và nghĩa hòa đoàn từ thời nhà thanh trung quốc Bên cạnh đó, điều chỉnh dòng chữ bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Đức Rừng Phương Nam của nhà văn đoàn giỏi lên đầu phim. Sự điều chỉnh này nhằm làm rõ hơn ý đoàn phim về sự thay đổi mốc thời gian trong tác phẩm văn học, theo sát hơn bản phim truyền hình vốn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Nhà sản xuất, đoàn làm phim sẽ khẩn trương chỉnh sửa lại nội dung này, tránh những liên tưởng không đúng ảnh hưởng đến nội dung phim. Sau khi chỉnh sửa sẽ trình lên cục điện ảnh trước khi ra rạp chính thức từ ngày 20 tháng 10, Cục trưởng Vi Kiến Thành cho biết. Đất rừng phương Nam, dự án điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi và phim Đất phương Nam bản truyền hình của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Với 5 năm chuẩn bị, 50 ngày quay, trải dài 6 tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khiến người xem vỡ òa bởi hình ảnh vùng đất miền Tây bình yên, thơ mộng và đẹp đến nao lòng. Đó là hình ảnh những dòng sông triểu nạn phù sa, những cánh đồng lúa lớn, cánh đồng bùn tại Trà Vinh đặc biệt là bối cảnh khu chợ nổi tại rừng tràm trà sư xã văn giáo huyện tịnh biên an giang được tái hiện sinh động vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ về đất rừng nam bộ xưa khiến người xem như được nhìn thấy một miền tây dân giả chân phương hiện ra ngay trước mắt theo đạo diễn nguyễn quang dũng rừng tràm trà sư được lựa chọn làm bối cảnh vì nơi đây vẫn còn lưu giữ nét đẹp hoang sơ và hùng vĩ của rừng nam bộ tương đồng với miêu tả của nhà văn đoàn giỏi xen vào đó là những dòng kênh và khu rừng tràm xanh thẳm sâu hút tầm mắt tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất điện ảnh. Không chỉ khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên, nam đạo diễn còn đem vào phim những nét văn hóa đặc trưng của vùng miền. Khán giả có thể suýt xoa trước nồi lẩu mắm bông điện điển của dì Tư Mắm Măng Di hay nổi gai ốc với vợ diễn của gánh hát bội liễu nam cùng cậu thơ. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có, trong bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Không chỉ vậy, hình ảnh bé An, Hạo Nam, Thăng Co, Kỳ Phong, Đi Mông một loại ván trượt bằng gỗ trên bãi bùn để bắt cá thòi lòi đã thể hiện được tập tục nét văn hóa dân gian bao đời của người dân miền sông nước. Ngoài bối cảnh, những tình huống trong phim đa phần đã được thay đổi, cũng dựa trên câu chuyện đi tìm cha của nhân vật bé An, nhưng đất rừng phương Nam đã mang đến tinh thần dân tộc, sự hùng tráng của một thế hệ cha ông miền Nam khí phách chống giặc ngoại xâm. Đó là cảnh cứu nhân vật võ tòng Mai Tài Phến, hình ảnh bác Ba Phi Trấn Thành chửi những tên lính bắn thầy giáo bảy hứa vị văn tụi bay ăn cơm, ăn gạo xứ này lại dám cầm súng chỉ vào dân mình đã khiến người xem nổi gầy ốc. Đặc biệt, nhân vật dì tư mắm băng di gây ấn tượng mạnh bởi diễn xuất. Càng về cuối, phim càng cho thấy nét mưu mô, mô của một dáng điệp ẩn sâu, dáng vẻ hiền lành, hào sản của người phụ nữ Nam Bộ. Đối với đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, bên cạnh những lời khen về bối cảnh, kỹ xảo khéo léo hay những cảnh quay khiến người xem suýt xoa về sự kịch tính, hồi hộp, thì câu chuyện trang phục của các diễn viên cũng đã liên tục gây tranh cãi. Theo đó, đông đảo khán giả nhận định trang phục của các diễn viên trong phim đa số là trang phục của người Hoa, thậm chí có ý kiến còn chỉ ra những chiếc cúc áo hoàn toàn của người Hoa, bởi cúc áo của người Việt sẽ nhỏ gọn hơn chứ không lớn như trên áo của các nhân vật trong phim. Chia sẻ với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, phim thực sự không mang nhiệm vụ như sách giáo khoa, nó không phải là tư liệu để nghiên cứu. Tất nhiên tôi thực hiện dự án này thì cũng có những tư liệu cũng hỏi người này, người kia. Bản thân các nhà nghiên cứu cũng có những ý kiến khác nhau. Nói ra ở đây không phải là để đổ thừa, bởi cũng có những cái tôi làm chưa thật sự tốt nên càng chính xác được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu tôi nghĩ mình có những thiếu sót nên rất cảm ơn những người đã góp ý và mong họ đến chính để khán giả hiểu đâu là lịch sử đâu là phim tôi nghĩ hai đối tượng đó cũng khác nhau và khi họ tiếp cận hai điều đó thì họ cũng phân định rõ ràng tôi cũng không thấy phim quốc tế làm về những thời kỳ trước mà ai cũng đồng ý hoàn toàn thật ra bao giờ cũng có những tranh cãi và những tranh cãi đó làm cho mình tốt cố gắng hơn bản thân những nhà nghiên cứu cũng tìm ra để khán giả thấy rõ hơn Bên cạnh đó, chi tiết tiếng Hoa cũng bị đem ra mổ xẻ và vững không ít tranh luận. Về vấn đề này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết bản thân đã xem nhiều ảnh tư liệu về thời kỳ lịch sử thực tế. Đồng thời, anh nhấn mạnh phim của mình đã thay đổi bối cảnh mốc thời gian so với bản tiểu thuyết. Bản tiểu thuyết lấy bối cảnh khoảng năm 1945, còn chúng tôi giữ tinh thần của bản truyền hình lấy mốc thời gian trước năm 1930. Từ đó, hành trình của bé An đi qua nhiều môi trường, gặp gỡ nhiều cộng đồng văn hóa, tiếp xúc mâu thuẫn với nhiều hội nhóm quan trọng là phim mang thông điệp về tình cảm con người đó là trong mỗi con người việt nam ai cũng yêu nước nhưng theo những cách khác nhau nam đạo diễn nhấn mạnh ngoài ra điều khiến khán giả khá tiếc nuối ở phần này là cảnh bé an mất mẹ vẫn chưa chạm đến cảm xúc của người xem hay sự mờ nhạt của nhân vật thằng cò nếu ở bản truyền hình nhân vật thằng cò là bạn thân của bé an và được thể hiện khá đậm nét thì ở bản điện ảnh thằng cò chỉ xuất hiện ở vài phân cảnh bởi phim nhấn mạnh mối quan hệ giữa bé an và úc lục lâm về vấn đề này đạo diễn nguyễn quang dũng nghĩ đó là hành trình và bản thân anh cũng không tham quá để làm hết những mối quan hệ trong phim rõ ràng và sâu sắc đất rừng phương nam là dự án được mong muốn có nhiều phần mỗi phần sẽ có một nhiệm vụ trải nghiệm với một nhân vật trong hành trình của bé an và ở phần này hành trình của bé an là gắn với úc lục lâm một tên trộm tôi nghĩ rằng hành trình của bé an còn dài còn gặp võ tòng úc trong cùng nhiều nhân vật khác nữa đạo diễn nguyễn quang dũng cho hay